Ôi nhớ xuân nào thua trời ấy. Riêng chị mà chị nghĩ là rất là khán giả đã nghe rồi thì quý vị sẽ cảm xúc được những cái từ cái nhạc rồi cho đến cả cái lời viết luôn. Hai người ngồi giống như là đang làm make love together with the music. Bà đấy. À, ba hả? Đầu bốn đấy. Đây là anh Đắc Lăng, anh Đắc Lân, nào gì chúng ta hay đọc lộn tên. Cảm ơn anh đã cho cái phần âm thanh rất là hay. Oh my god, nói tới Tuấn thì you're very talented. Từ piano, bây giờ nhảy qua bass. Hả? Anh là nhạc gì cũng nhảy đó. Nhạc gì cũng nhảy hết trơn, phải không? Yeah. Giống như là dụng cụ, voice là cái dụng cụ của em, là em có thể em ca, em có thể em diễn xuất được nhiều, giống như là ca được nhiều loại thế, cái giọng của mình. Rồi Tuấn thì Tuấn được đánh được nhiều thứ. That's very... Cái bài hát của em hiện tại bây giờ thì không nằm trong cái CD mới của em. À, dạ chưa, bài này nằm trong cái CD tiếp theo là có tên là Don't Love Alone luôn. Cái cũng là jazz mà anh Tuấn cũng là một cái sản phẩm em và anh Tuấn hợp tác với nhau. Thì gồm 10 ca khúc em sáng tác. Wow. Yeah. Thì cái đó chừng nào mới phát hành? Cái này thì thu thì xong hết rồi nhưng mà chưa gom đủ tiền để phát hành. Đâu cần đâu, có anh Tuấn đây là được rồi. Không, anh Tuấn là anh làm phần nhạc em thôi, em nhờ anh làm giúp mà phải trả tiền cho anh chứ. Nhưng mà cái CD của em hiện tại bây giờ nếu mà mình bán ở thị trường thì bây giờ khán giả mua thì nghe xong cái chương trình này khán giả yêu em quá, yêu Tuấn quá thì như thế nào đi, mình phải có một cái nơi địa điểm nào là cầm chẳng hạn. Tuấn có thể hay là Tuấn cuối tuần đứng ở ngoài bán chẳng hạn, phải có một cái chỗ nào đó để cho khán giả thật. Em nghĩ là anh ấy có studio, ví dụ như là thực ra đúng rồi, em phát hành mấy cái album của em thì ở Việt Nam có một cái công ty họ phát hành, họ chuyên phát hành thì người ta sẽ phân phát khắp nơi, nhưng mà đúng bên này thì em cũng không biết là sẽ phát hành thế nào, mà chị nói thì là em mới nhờ chị hỏi mà em nghĩ ra, thì em nghĩ studio của anh Tuấn có thể một địa điểm rất là hay để phát hành. Nhưng mà chị không bao giờ có ở đó, có cũng quá cứ lại nằm ở trong đó là ngồi nghe nhạc làm sao tao em được. Em nghĩ là mọi gọi người phone. Nên hoặc là anh có thể gửi vào một cái cơ sở nào không? Đó không, một cơ hay sở là, nào đó hay là lên CD Baby mua hay là iTunes. Ok, so quý vị có thể là vào iTunes
CD Baby, Baby, Amazon, Amazon, yeah. Thì quý vị có thể mua được cái còn CD. Nếu mà muốn mua physical disc thì gọi Tuấn thôi. Gọi Tuấn, hoặc là anh có tính là sẽ gửi là cầm không? Thì mọi người sẽ tiện. Đúng rồi, có thể gửi là cầm. Gửi là cầm, là cầm thì quý vị có thể đến mua, mà quý vị thấy cái CD làm rất là có giá trị. Trong đây đều có những cái lời, lời tiếng Anh và cả tiếng Việt, phải không? Lời tiếng Anh, tiếng Pháp. Tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Việt. Anh là cái bài Anh. Rồi trong đây có mấy cái hình rất là đẹp. Ai là cái người làm design nhỉ? Design là một cái người em rất là thân thiết với em, mà thật ra gọi là con luôn, mà gần bằng tuổi, nhưng mà mấy người chơi với nhau thân quá nên gọi là U với con. Thì em nó có con lớn gần bằng tuổi em vậy đó. Bạn tên là Móng Nguyễn thì cũng design hầu hết các cái từ cái album đầu tiên của em cho đến cái này. Thì rất là hiểu nhau rồi nên là cũng dễ làm việc. Vậy một cái CD như vậy thì thường thì mình phát hành đi hiện tại là bao nhiêu tiền vậy? Anh kìa, như bị mất không có rõ nữa. Anh rất là nhìn là mình không có biết là bây giờ cái CD họ là bây giờ là mình bán như thế nào. Em cũng biết nữa, thường thì ví dụ như là hôm qua mọi người tới ủng hộ thì mọi người cũng tặng tiền tùm lum hết ấy, nhưng mà hình như là mình bán 20 đồng một cái CD phải không, hoặc là đây là đến mấy cái show. Thì thấy đó là là một người, tất cả các nghệ sĩ mà yêu nghề đến nỗi mà mình làm cái CD rất là tốn kém, mà bây giờ hỏi đến bao nhiêu tiền thì không có ai muốn bán cả. Cái để cứ tự nhiên mà ai thực sự yêu thương thì họ sẽ biết cách để tìm mua. Còn đúng là cũng khó, tại vì đúng là đây là cái sản phẩm làm vì tình yêu và đam mê là nhiều chung qua thị trường, bởi vì sống bằng nhạc jazz thì ai sống. Bây giờ CD cũng khó bán rồi. Với hơn nữa là vì cái album này là bọn em có một cái vấn đề rất là khi mà làm in ấn ấn cái khâu in ấn thì có một nơi họ nhận rồi, hai vài nơi đúng không, họ hứa là họ nó làm được rồi, đến gần sát ngày thì nó là không làm được. Thế là em với anh ấy chạy khắp nơi, và cái này là bị trạc rất nhiều tiền về gấp nữa, bởi vì đã ấn định cái ngày ở là cầm là ngày 27 ra mắt. Thế là bằng mọi giá để có cái CD trong tay, thế là phải đi LA phải không anh, để mà in, và tốn rất là nhiều tiền. Cho nên là bán thì không có lời đâu, ai thương thì cũng ủng hộ thôi, không tặng thêm cũng được. Em cứ dự trù cái có một cái ra mắt CD thì ra rồi, em cứ dự trù có những cái chương trình show nào mà sẽ hát trong Orange County này không? Trước mắt thì ở Orange County là em sẽ có một cái chương trình của nhạc sĩ Vũ Thành An và chị Hà Đỗ Bích Phượng có làm vào tháng 12. Thì mà còn chương đó là chương trình thì em có thể bán cái CD của em ở đấy, nhưng nhưng đó mà là vào ngày nào cứ như là vào 22 tháng 12. Em nhớ cái không nhầm Christmas. Dạ đúng rồi, thì đó thì cũng là đây. Thì chắc là chị sẽ phỏng vấn chị Bích Phượng và cũng sẽ loan tin cho quý vị biết. Thì đêm đó sẽ có ca sĩ Đồng Lan và có nhạc sĩ Vũ Anh Tuấn sẽ có mặt ở đó để mà cùng chụp hình và cũng như ký tên cho chị Việt. Chưa biết ngày mà chưa có biết rõ là cái chương trình ra như thế nào. Em và anh Tuấn cũng rất muốn là làm một cái chương trình gì đó, tại hôm qua là chương trình ra mắt thì cũng không có hát nhiều, nhưng mà một cái chương trình gì đó mà mình chơi phê với nhau, mà chơi hết những cái bài cho album luôn. Là cầm không? Đó thì cũng chưa biết nữa. Chưa biết. Là cầm thì là rất là dễ dàng rồi, giống như sân nhà rồi, nhưng mà nếu như mà khán giả yêu thương nhiều hơn thì có thể là một nơi mà mình có thể đông chỗ hơn, vì là cầm hôm qua là cũng bị hết chỗ, nhiều người đi về. Thì hộp chỗ thì có khoảng chưa đến 100 chỗ, cho nên là mọi người thì tới là không có chỗ ngồi, thì em thấy rất là xót xa, đau đớn lòng nhìn mọi người ra đi, giờ cất bước ra đi. Thì hy vọng là một ngày gần đây em trở lại. Chị biết là em sẽ vài ngày nữa em sẽ đi về là bên Tây phải không? Đi học tiếp xong rồi sẽ trở lại vào tháng 12. Đó là cái lịch em biết bây giờ, còn cái lịch của em thì nó cũng rất là nó cũng khó. Nó lộn xộn thôi. Đúng, có thể là em sẽ quay lại rất là nhanh, em cũng không biết được. Tại tháng 12 này em trở lại là ở đây ăn Tết ta không cưng? Em cũng chưa có show, bởi vì em chắc không ở lâu được như vậy, bởi vì em sẽ có những show khác nữa để em phải đi thì em không ở lại được. Chỉ có đi hát xong rồi lại còn phải cũng lo cái chuyện ở Paris nữa. Thì bây giờ em đã có partner rồi, nếu mà em đi show tương lai em có mời anh mời anh chẳng chịu đi nhá. Anh ấy đâu có cần tiền đâu. Anh chỉ cần làm thôi, anh chỉ cần làm nhạc hay. Anh cần gì anh cuối cùng để mọi người nói hoài thì anh phải tự nói chứ. Anh cần tình chứ đâu cần tiền. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.